Với phương châm giữ vững nguyên tắc, sâu sát cơ sở, tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo kịp thời, chất lượng hiệu quả, Cục Tuyên huấn đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đặc biệt là Tổng cục Chính trị, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp, tập trung thực hiện tốt 4 khâu, đó là lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên huấn toàn quân. Đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức thi đua với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ thực hiện, có mục tiêu thi đua cụ thể, nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả. Để tổ chức tốt các phong trào thi đua thì chúng tôi triển khai nhiều cái giải pháp khác nhau, từ việc phổ biến quán triệt cho cán bộ trong phòng nắm chắc các nội dung chỉ tiêu thi đua và đặc biệt là các cái nội dung công việc mà cán bộ đảm nhiệm trên cái mặt công tác mà mình được giao. Thế và đồng thời trong từng tuần, từng tháng thì chúng tôi có đánh giá, nhận xét rất cụ thể về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng nội dung công tác và từng nhiệm vụ. Thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đưa ra một chương trình hành động, muốn phát huy truyền thống thì phải hiểu rõ truyền thống. Chúng tôi luôn luôn chú trọng là từng đợt thi đua có cái chỉ tiêu và có cái tiêu chí cụ thể cho cái phát động thi đua, làm sao nó phải đáp ứng được cái phục vụ cái nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhưng mà làm sao là kích thích sự sáng tạo của biên tập viên, nhất là các biên tập viên mà có chiều sâu, có tư duy tìm tòi đổi mới để cho ra đời những tác phẩm, những đứa con tinh thần và phục vụ bộ đội tốt nhất. Trong mỗi nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị luôn xác định đó là một hành trình thi đua, mà ở đó họ không chỉ thi đua với đồng chí, đồng đội, mà còn là thi đua với chính mình, vượt lên chính mình. Phát huy những thành tích đã đạt được trong suốt 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024 đến năm 2029 của cơ quan Tổng cục Chính trị cần triển khai một cách đồng bộ, toàn diện về phương hướng, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua. Nhưng trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động cho cán bộ chiến sĩ, làm cho thi đua thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác thường xuyên để từng cá nhân xây dựng động cơ đúng đắn, xác định được trách nhiệm cao, quyết tâm thi đua hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn trở thành một động lực nội tại để mỗi người không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Đó cũng là chất xúc tác bền vững để ngọn lửa của khí thế thi đua luôn được thắp sáng và lan tỏa.